Cô Chelsea Clinton tham dự buổi lễ đánh dấu việc công ty P&G cung cấp 6 tỷ lít nước sạch cho Miến Điện, tên tự Patent. Con gái của ông bà Bill và Hillary Clinton đã tới thăm một ngôi làng ở Miến Điện nhân dịp 6 tỷ lít nước uống đã được chương trình Nước uống an toàn cho trẻ em cung cấp cho người dân địa phương. Cô Clinton đã gặp dân làng cùng với tiến sĩ Craig Allgood, người sáng lập và là giám đốc của chương trình Nước uống sạch an toàn cho trẻ em của công ty Procter & Gamble. Chương trình Nước uống sạch an toàn cho trẻ em đã giành được giải thưởng đổi mới kinh tế xã hội vào năm 2012 vì việc cung cấp những gói thuốc tẩy nước. Những gói thuốc tẩy nước của hãng P&G đã cung cấp nước sạch tại 71 quốc gia kể từ năm 2004. Ước tính cứu được 32.000 mạng sống. Mỗi gói thuốc chứa một loại bột được khuấy vào 10 lít nước ô nhiễm. Nói chuyện tại thành phố Ngưỡng Quảng, cô Clinton cho biết nước sạch là điều cần thiết để xây dựng tương lai thành công cho người dân.